弹过今夜事，离离离到红花很紧要我一方面。那爷爷说他一会儿很感动一声，哎，乐，门塞了，你叫个忙门人，不得包花头呀？忙忙忙忙，忙忙忙忙，cơm vàng ta cho mong chứ ăn cơm hẩm nhà người hơi này mong ơi mong mong mang mang mong 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 có ai chứ? Gì không nhận ra tôi à? Ủa? Tâm nè. Cái gì? Cái gì? Tâm. Dạ. Tâm của gì? Dạ. Ai là ông? Ai là ông? Dạ. Sao mày mập vậy? Gì? Hả? Mày ăn cái gì mà mày mập dữ vậy? Ai biết đâu. Sao mày không chia sẻ với ăn mày chút đỉnh thời đó? Sao mày không về sống với cái gì mừng á? Có cái gì?
Một năm tôi gửi về 100 đô không đủ xài sao? Cho chị gì? Dạ, có chị biết mẹ em ở đây à. Hai mẹ con khổ sở không có làm gì ra tiền hết. Chị gửi một năm á, được 100. 100 xong mà mẹ ăn nhín nhín. Xong rồi mẹ đói, cái mẹ tụt đường. Tụt đường mới mua kẹo cho mẹ ngậm. Mẹ ngậm biết cái mẹ quen. Mẹ quen cái mẹ ngậm biết cái ngậm cái mẹ tiểu đường. Nói gì vậy? 100 đô là biết bao nhiêu gia đình là sao? Là sao chị không biết tặng tiền vậy? Cái tặng tiền cái gì chị ơi? Trời ơi, một cái chết của mẹ đậu hết 60 rồi. Cái gì? Cờ bạc nữa hả? Đó là thú vui của người già mà. Người già cái gì? Mày biết gì vậy là không biết tiết kiệm. Tôi làm cực khổ lắm đấy không? Từ Sài Gòn, có phải là tôi làm gì chơi đâu. Hả? Tôi phải bán thân. Hả? Chị mới nói gì? Chị ơi, chị mới nói gì? Bán thân. Thằng nào muốn mua chị gì? Em xin lỗi, có thể em lỡ lời. Mày im lại. Nhưng mà chính em nhìn em còn muốn mửa cho đừng ơi người cha. Mày im nghe chưa? Tội nghiệp cái người bỏ tiền ra qua chị ơi. Đừng nói chị. Chị có mất buồn không nè. Chứ chị mới nói chị bán thân đó. Chưa có hiểu ý của con. Con nói là bán thân làm việc thôi. Con bán thân ai muốn? Đó. À, vậy là chị có đi làm gì? Có vậy cho con nghe chị bán thân. Chị bán thân rồi, cái chị bán thân rồi. Nói gì cho nó gian dương vậy mà. À, ý là làm lụng giấc giả đó. Ừ. Lụng giấc giả. Tội nghiệp cho con. Má thương. Má thương con lắm. Nhưng mà con cũng phải thương má. Má già. Rồi con má hưởng thụ chút đỉnh rồi má chết với con. Nói gì mà nghe được. Dạ được chứ. Ủa? Cái gì? Cái gì dạ được? Dì liệu hả? Dì liệu hả? Tôi không cần biết. Bữa nay tôi về đây là có một chuyện quan trọng. Chuyện gì vậy chị? Cái chuyện gì trời? Để em tôi muốn nói cho hai người biết. Dạ. Tôi sắp đi xa. Trời. Trời đã gieo tai họa gì xuống gia đình này đây. Trong người chị thế nào? Ung thư chỗ nào vậy chị? Tại sao bỏ gia đình đi xa? Trời ơi, trời không thương người hiền rồi bé ơi. Chị con mình sắp chết rồi, trời ơi. Im miệng. Chết nào. Chị mới nói chị sắp đi xa. Sắp đi xa là xuất ngoại đó. Ồ, xuất ngoại con ơi. Mẹ chị sắp xuất ngoại. Con ơi, chị con đi nước nào vậy con? Việt Kiều nào Việt đấy chị? Kiều. Việt Kiều. Đón đi là chưa? Mỹ hả? Mỹ nào? Bây giờ kinh tế Mỹ xuống. Việt Kiều Mỹ đáp thi. À, vậy Việt Kiều Úc hả chị? Tầm thường. Việt Kiều Úc không để ý. Ở Pháp. Còn lâu. Vậy cái Việt Kiều nào vậy chị? Iraq. Con nói mẹ nghe. Bà mới mạnh nhà mà lấy Việt Kiều Iraq thôi mà bà quăng lũ đạn nổ hai bánh hai mẹ con luôn. Lớn ơi. Ok, có được rồi. Kệ nó, tôi quăng bơm vậy mới có miệng hai mẹ con ăn nghe. Con ơi, sao con tàn nhẫn với mẹ dữ vậy? Không có tàn nhẫn. Hả? Nè, nhưng mà mẹ nói con nghe, nếu con qua lệnh con thấy xui tiền mát mái, con nào ế con đưa cho mẹ nha con. Trời đất ơi, thì nghĩ sao vậy? Hả? Không. Thì nghĩ sao vậy? Không phải đâu, ý mẹ nó có xui tiền mát mái đó, có thằng nào mà nó thử thử mìn, thử bom, đưa mẹ gài mẹ vô. À, cho mẹ thử mày mìn. Mày còn ác hơn tao nữa. Mẹ còn ác hơn á, con hỏi mẹ nè, bao nhiêu năm nay mẹ mẹ lo cho chị rồi, mẹ có lo cho con không? Trời đất ơi, thằng này nó nói mà. Bây giờ hả, cuối cùng chỉ còn lấy được Việt Kiều Iraq á. Nó nói mà không sợ thục lưỡi à. Nhìn bộ đồ đi rồi nói chuyện nha. Tôi nói nghe nè. Bà con nghĩ coi. Con mình đẻ ra mà không phân biệt được giới tính là sao? Trời ơi bà con nghĩ coi à. Nó cái gì nó cũng lỗ thừa cho tôi hết trơn hết trời á. Tôi nuôi nó cái nó nói thôi. Không ăn nữa. Bà đừng kêu tôi ăn, để cho tôi ốm để tôi làm người mẫu, đặng tôi kiếm đại gia. Trời ơi, mẫu đâu không thấy,
mà thấy trời đất ơi, càng ngày nó càng lép vô, mỏng vô, mỏng vô, giờ như lá lúa vậy đó. Lá lúa nhưng mà con vẫn giữ đường điện, điện nước đàng hoàng nè mẹ. Trời ơi, đâu phải thường đâu. Trong khi đó thì mẹ coi, mẹ lo cho chị, bây giờ chị về chửi mẹ đó, thấy ghét không? Hả? Mẹ coi đi, nhìn mẹ với chị nhìn giống nhau y hệt. Có hai cái nút ruồi là thấy giống rồi. Mà chỉ cái mẹ trên môi, à chỉ dưới mép thôi đó. Mà mẹ màu đỏ, chỉ màu đen thôi. Con biết hồi đó cũng là màu đen. Mà bị tức nó quá, mà cho nên máu nó lên, 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 lên hoài, cho nên đổ thành màu đỏ. Người ta nói là một rồi son. Son nặng khá giả, thấy khá giả gì đâu. Tưởng nó gỡ về nhiều năm cũng tranh đâu à. Mà nó xài xẻ đủ thứ hết trơn hết trọi rồi. Đủ chưa? Đủ rồi đó. Thôi đủ chưa? Đủ. Chưa. Muốn nói nữa được không? Được không? Tôi không cho phép được không? Thôi đừng nói nữa mẹ, con nói cho mẹ nghe để đó con. Nó bây giờ tôi mới xử chị à. Xử gì? Chị là một người không biết điều. Biết điều cái gì? Từ xưa giờ hả chị tưởng là mẹ tôi hả lo lắng cho chị quá nhiều rồi. Hả? Trong khi đó để tôi ở dưới quê này tôi làm lụng nhất giả cho chị ăn học, cho chị lên thành phố chị làm. Hả? Lúc nào chị cũng nghĩ mẹ tôi là gì ghẻ hết trơn á. Chị có nghĩ là mẹ tôi lo lắng cho chị vậy không? Hả? Lo cái gì? Chứ còn gì nữa, không lo sao chịu được lên trên thành phố chị học. Chị tưởng con cá đó mẹ tôi ăn hả? Bà đi phóng sanh rồi đó. Tại sao phóng sanh? Tại sao phóng sanh đó? Mẹ phóng sanh là vì con. Mẹ cầu cho con bình an vô sự. Mẹ sợ con chết dọc đường. Cho nên mẹ mới phải phóng sanh. Nhờ mẹ phóng sanh con mới sống tới bây giờ. Con thấy không? Người ta phóng sanh để cho chim cá nó đi. Con đem con nhốt nó vô trong cái này, trong cái giếng này hoài. Bây giờ mẹ nhốt con vô trong đó con chịu không? Cho nên mẹ phóng sanh lẽ ra con phải ban ơn mẹ. Chứ tại sao con lại đối xử như vậy? Con thấy không? Nhờ mẹ phóng sanh con mới mập mạp tròn ngủng như vậy nè. Mà lý do là phóng sanh. Thì đó. Đó phóng sanh vậy đó. Vậy còn chưa vừa lòng chị hả? Thôi được rồi. Bây giờ chị về chị cũng chào tạm biệt mẹ con tôi, chị đi. Thôi chị đi đi. Mẹ con tôi muốn trả nhà này lại mẹ con tôi đi cho rồi. Tại sao trả nhà? Nhà đang ở tại sao trả? Nhà đang ở cái gì? Chị có biết là trước ngày chị đi học, mẹ đi bán cái nhà này cho chị đi học không? Mấy năm nay mẹ con tôi ở mướn không đó. Nói cho chị nghe vậy thôi. Đi đi mẹ, đừng nói chuyện với người mấy người này. Cái mặt như Hà Bá vậy à. Tạm biệt con, mẹ đi. Phản bội. Mẹ. Ai kêu hả? Con kêu đó. Mẹ. Trời ơi. Con ơi. Con kêu mẹ. Dạ. Yeah. Nó kêu mẹ con ơi. Kêu mẹ chứ đâu phải kêu con. Khoái con lắm mà nhào tới ôm nó đi. Coi chừng nó giả tạo đó, coi chừng nước mắt cá sấu đó. Không. Không có đâu. Không có con ơi. Mẹ con ơi. Kêu mẹ một tiếng rồi không lẽ giờ mẹ khóc qua đây cho con thấy. Thôi mẹ đừng khóc gớm quá. Mẹ xấu lắm á, thiệt xấu lắm, mẹ khóc xấu lắm. Mẹ ơi, để con khóc được rồi. Mẹ với em biết sao không? Tại bữa nay con cố tình giả khùng giả điên về đây để thử mẹ với em. Tại ở trên Sài Gòn, ở thành phố á, con nghe nói là dì ghẻ lúc nào cũng là ác với lại con ghẻ lắm. Cho nên con mới thử. Mấy đời bánh đúc có xương phải không? Dạ, mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng. Bây giờ khác rồi, con đổi mới rồi. Dạ, mấy mới... đời bánh đúc có xương. Bao giờ mẹ ghẻ cũng yêu con chồng. Nhờ vậy bây giờ con mới hiểu được tình cảm của mẹ. Trời ơi con. Mẹ lo cho con chứ mẹ thương. Ngày nào mẹ cũng tụng kinh niệm Phật, cầu cho con mạnh giỏi nơi xứ lạ quê người. Dạ thôi được rồi. Bây giờ con về đây con hiểu hết rồi. Bây giờ con đón mẹ với em ở Sài Gòn để con lo đi cho Sài mẹ. Sài Gòn, mẹ ơi đi Sài Gòn. Chị ơi em lên. Thôi em xin chị cho em ở lại. Sao vậy em? Lên Sài Gòn mà đầu bù tóc rối như chị như con khùng thì thôi em ở nhà. Không phải đâu không con. Không phải mẹ. Đâu anh. Chị mấy anh. Lộ hết rồi. Chị cố tình làm như vậy đó. Em cười gì? Chị cố tình làm cho chị xấu hả? Uh-huh. Em nghĩ chị để bình thường chị cũng vậy á. Thôi được rồi, dạ, chị có lòng vậy thôi, mẹ con lên trên thành phố đi, mẹ trả cái nhà này lại cho người ta mẹ ha. Ừ.
trời ơi đó. Bởi vậy con cứ nói chị con không có thương. Thương chứ sao không thương? Dù rằng mẹ cũng nuôi từ nhỏ cho tới lớn, mến tay mến chân chứ con nuôi con biết gì rồi vậy? Đó chị á, bây giờ chị đừng nghe người ta nói nữa. Không phải bà mẹ nào cũng vậy đâu, không phải mẹ ghẻ nào cũng vậy đâu. Lúc nào cũng thương con mình, đó là tấm lòng của người phụ nữ Việt Nam mà chị. Chị hiểu đúng rồi không? Chị hiểu thôi rồi. Vậy em quyết định em với mẹ lên thành phố với chị đó. Ok, trước khi đi chào bà con cô bác đi ra đi nè. Chưa tất cả quý vị rất nhiều.